Ngày 1 tháng 7, luật căn cước chính thức có hiệu lực. Theo đó, ngoài thông tin sinh trắc học bắt buộc về khuôn mặt và vân tay, cơ quan công an sẽ thu nhận thêm thông tin về mống mắt với người dân khi đi làm thẻ căn cước. Việc thu thập thông tin về mống mắt giúp việc xác thực cá nhân bảo đảm tính chính xác cao, dễ dàng trong việc thực hiện, triển khai các ứng dụng để phục vụ công tác quản lý, phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế số, công dân số. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của người dân, như đối với các trường hợp của người khuyết tật hay vân tay bị biến dạng. Người dân cũng có thể đề nghị tích hợp những thông tin thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và các loại giấy tờ khác khi làm thẻ căn cước. Luật căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27 tháng 11 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2024. Theo luật này thì trẻ dưới 14 tuổi nếu có nhu cầu có thể làm thẻ căn cước. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng thì Phòng Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội và Công an các quận huyện trên địa bàn đồng loạt triển khai làm căn cước cho trẻ em. Theo ghi nhận của phóng viên VTV8. Ngay từ 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 1 tháng 7, các bậc phụ huynh, người giám hộ hoặc người đại diện pháp luật đã đưa con em đến các điểm làm thẻ căn cước tại Phòng Quản lý Hành chính Công an thành phố Đà Nẵng và các quận huyện trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền từ khu dân cư, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình làm việc khoa học. Bên cạnh đó là việc làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia từ nhiều năm trước, cho nên việc triển khai rất nhanh chóng, thời gian không đầy 7 phút là xong thủ tục. Nhiều trẻ em và phụ huynh tỏ ra vui mừng và phấn khởi. Cháu thấy thủ tục rất đơn giản, nhanh gọn, các cô chú công an hướng dẫn cháu rất tận tình, thân thiện. Khi có căn cước, cháu thấy thuận tiện trong xuất trình giấy tờ. Dân thấy là căn cước công dân cũng khá là đơn giản. Và các cô chú cũng làm rất là tận tình cho con. Ngoài ra, đội quản lý hành chính công an thành phố Đà Nẵng thành lập tổ lưu động tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng với đầy đủ trang thiết bị, thường xuyên có mặt đón tất cả các chuyến bay quốc tế từ nước ngoài về Đà Nẵng, tạo mọi thuận lợi để thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân là người Việt Nam đang định cư hoặc học tập thăm thân tại nước ngoài đang về nước để tiến hành thu nhận hồ sơ làm căn cước, đảm bảo quyền lợi của trẻ em là công dân Việt Nam một cách nhanh chóng và an toàn. Hiện nay chúng tôi đã có một đội ngũ cán bộ đã có nhiều cái kinh nghiệm trong việc thu nhận hồ sơ. Đó là một cái điểm rất là thuận lợi. Chúng tôi cũng đã được C06, tức là Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính, tiến hành triển khai tập huấn, cài đặt các phần mềm và các cán bộ của chúng tôi cũng đã thực hiện tương đối là thuần thục, nhuần nhuyễn các kỹ năng này từ khi triển khai luật căn cước cho đến nay. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 260.000 công dân dưới 14 tuổi. Đây là số lượng tương đối lớn. Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thu nhận hồ sơ làm thẻ căn cước để đảm bảo quyền lợi trẻ em trong việc đi lại, các dịch vụ y tế và nhiều tiện ích giao dịch thiết yếu phục vụ trong cuộc sống được tích hợp trong thẻ căn cước.